Hello anh em nhé. Trong clip này em sẽ giới thiệu với anh em về đôi loa JBL nhập khẩu. Con này là nó được nhập khẩu chính ngạch nha anh em nhé. Và cái đôi loa này thì em có thanh lý cho một bác khách cũng ở gần nhà. Mã nó là KI82. Trước bác có mua hàng này, hàng chính hãng của Sky luôn. Cho anh em xem đầy đủ tem mác Sky. Đây em sẽ quay thật là gần để anh em xem tem mác của nó. Hàng nhập khẩu chính hãng luôn. Hà xịn này. Tem chống hàng giả của Sky này. Đấy, và anh em nếu bây giờ nó còn chưa cào này, soạn này là cào phát này. Đấy, là biết hàng chính hãng hay không. Cào cái là biết ngay. Đấy, đôi loa này thì độ mới được còn khoảng tầm không quá, nhưng mà độ mới được khoảng tầm 95%. Đó, và đôi loa này thì bác khách cũng có sử dụng được rơi một tầm khoảng 2 năm rồi. Đó. Nó còn rất là mới. Rất là mới nha anh em nhé. Clip này thì quay cho anh em xem về ngoại thất. Đây, để xước một tí này. Và em sẽ mở ruột nó luôn. Phá tem luôn. Để và phá thì phá một quả thôi. Còn một quả thì chưa phá. Đấy, để anh em biết đây nó một đôi một cặp. Anh em sẽ phá tem ra để cùng với anh em quan sát. Đó, giờ em sẽ đè nó ra, mở hộp nó và giới thiệu với anh em. Con loa này hồi trước thì đã có một lần là có một lô hàng bãi được có 3 đôi. Chất âm con này nghe quá sướng. Giờ em sẽ tháo tem nó ra nhá. Anh em cùng xem nào. Đấy, 2 năm rồi, ốc vẫn như mới thôi. Cùng xem là nó chất lượng như thế nào. Và chắc chắn các bác sẽ bị ngỡ ngàng với cái cách họ làm cái đôi loa này. Tí nữa thì các bác sẽ biết thôi. Giờ thì em tháo đã. Đôi loa này thì thứ nhất là nó có cái thiết kế rất là vuông vắn đẹp, bát 30 đánh rất là mạnh, đánh cực kỳ lực, cái cằm rất là cứng và đẹp. Đấy, bậy lên nó còn dùng lực khó khăn luôn. Clip mở ra cho anh em xem. Ok, đây là cái e căng của nó này. Và JBL xịn thì các bác để ý ở bên trong cái logo này này là nó có một cái lớp bông nhỏ nhỏ ở đây này. Đấy, nhìn kỹ mới thấy. Đó, và e căng của nó được cái nẹp nẹp viền hết. Rồi, đây là cái bát của loa. Quay thật gần để anh em xem. JBL thì như những cái đời hàng bãi trước thì các bác có thể quan sát là cái râu này, cái keo nó làm thủ công thì nó làm rất là đẹp, rất là xấu. Đó, chia sẻ với anh em rất là xấu, nó không đều. Và cái gân của con này em nói luôn, gân nguyên bản lại rất là mới. Đó, gân con này rất là đẹp. Bây giờ em sẽ tháo bát nhé. Tháo bát nó ra. Đấy, ốc của nó này còn mới đét luôn. Những cái loa xịn này thì nó có dùng đến bao giờ thì dùng, nhưng mà cái ốc của nó chả bao giờ gần, nó rất ít khi nó bị han gì. Đó, thì clip này em sẽ làm thật là chi tiết, tháo từng con ốc ấy, tháo từng con ốc một ra cho anh em xem. Lưu ý anh em là tháo những dòng loa này chúng ta phải dùng tay của mình để cải lại, không là lỡ may mà chọc vào bát của nó gân nó là thủng đấy. Cái này em cũng đã cơ bản một vài lần là vì lý do sơ suất là em cũng đã là thủng gân. Đấy. Rồi, đã tháo được ra ốc của nó đây rồi. Tháo ốc ra rồi, giờ mở bát lên cho các bác xem. Nó không có bông. Trời đất ạ, con này nó dị lắm. Đây là cái bát của loa.
mỗi JBL mã số này. Bát này là từ đơn nhé, không phải từ kép nhé. Đấy, cổ keo này, dây quay này lui đấy, tất cả keo nó còn nguyên hết, hàng nhập khẩu nhé. Con này mới của nó rơi tầm 12 13 triệu gì đó. Đó, con loa này thì nếu mà anh em nào mà đã có cơ hội mua rồi mà em đang clip này thì chắc chắn là điện cho em Thành ngay, mua ngay, thì chất âm của nó rất là ngon. Nó từ năm 2018 từ và dâu nhẹ rất là đẹp. Cái này là đang nguyên bản nhé, còn nó lệch hay sao mà nó làm nó hơi nghiêng nghiêng, nó thòi lòi một tí dâu ở đây này. Đấy, ông anh em lại bảo thằng này nó lại bán hàng vớ vẩn chết em. Đây là con em vừa bóc tem đây nhé, con này chưa thèm bóc tem đây, em vừa bóc con nó dùng rồi thôi. Đấy, gân này đẹp luôn. Đấy, gân nguyên bản thì anh em nhìn cái lớp keo này nó vẫn còn này. Đấy, mình xem cái gân nguyên bản, mình xem cái đoạn này em ấn tay này. Đấy, nó đều keo như này là chắc chắn đây là gân nguyên bản rồi. Đúng không ạ? Dấu hiệu rất đơn giản để nhận biết, mang đặc trưng của JBL. Tiếng con này đánh những cái loa mà BMB mà bát là 30 thì đánh không uy lực bằng con này đâu. Tiếng bát con này nó quá uy lực. Và lời hát của JBL thì bao giờ cũng thế, nó vẫn là một cái cơ ngang pheo là ăn đứt so với BMB. Nên là anh em mà cân nhắc những dòng loa nằm ngang thì đây là một sự lựa chọn rất là đáng để anh em nghiên cứu. Con này thì trong lúc tháo này em cũng xin phép là bật mí về giá của nó để cho anh em nào xem từ đầu đến giờ biết là mua này. Con này em bán giá tại nhà em nhé, tại nhà em mà giá để thanh lý hộ bác khách là em bán với giá 6.500.000 tại nhà em nhé. Anh em nào alo mua thì liên hệ trực tiếp. 6.500.000 đôi loa này. Đây là tép của loa, nó sử dụng hai con tép. 6.500.000, kể cả giá này thợ cũng mua được luôn, nhưng em thích bán cho anh em xem ở kênh của em thôi. Đấy, nó làm rất là đẹp. 6.500.000 nhé, gân nó vẫn còn zin nguyên đẹp bản, đẹp hết. Đây, phân tần này, con này nó dị lắm, nó không có bông. Phân tần nó đây, ở trong đây, nó giấu ở trong đây. Phân tần bọn này rất đơn giản thôi, không phức tạp đâu. Đấy, tép này, tép có chữ JBL ở đây thì cái nó luôn này, tép này em ngại không muốn tháo. Thùng nó còn rất là chắc chắn và đẹp, không có bông. Đó, và giá mới của nó cũng mười mấy triệu, như con này thì em Thanh đang bán với cái mức giá là cho anh em đang xem cái clip này 6.500.000. Đó, 6.500.000 nhé các bác nhé. Đây là bác khách có nhờ bán và công của em là 500.000 đôi loa này. Em bán với anh em với giá 6.500.000 đôi loa này nhé. Anh em nào mua liên hệ thật nhanh, có một đôi thôi và rất đẹp. Đấy, quan điểm nói là rất đẹp đấy nhé. Đấy, quay tổng qua lại một lần nữa cho anh em xem. Đấy, quá đẹp, hàng chính hãng. Đôi loa này anh em chơi thì những cái phòng mà khoảng 20 mét vuông, đánh gia đình chung cư thì gọi là nhất của quả đất luôn, tuyệt vời của mặt trời luôn, rất là hay. Vâng, clip này em Thanh xin phép dừng tại đây thôi. Cũng đã mở nó ra để giới thiệu với anh em rồi. Anh em có nhu cầu về loa JBL KI82 này, hàng nhập khẩu chính hãng, được nhập bởi Sky này. Đấy, thì anh em liên hệ với em Thanh nhé. Đấy, hoặc là em cào cái mã này ra này để anh em kiểm tra là có phải hàng xịn không nhá. Anh em thích kiểm tra. Đấy, đây em quay lại đây anh em nhìn, thích kiểm tra phải hàng xịn không này. Anh em soạn này TVSP này, dấu cách này, mã số này này và gửi 8070 là anh em biết là con này có phải hàng xịn hay không ngay. Đây mã nó đây. Đó. Đấy, còn em bán là 6.500.000. Những anh em mua 6.500.000 liên hệ thật nhanh, có một đôi duy nhất. Vâng, lần cuối cùng xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.